Xin chào chị và các bạn, mình là Nemu của Nemu Gamer Channel. Ngày hôm nay trong video này mình sẽ review cho các bạn về bộ kỹ năng của một võ sĩ mới được cập nhật bên server Trung Quốc ngày hôm nay. Đó chính là Ronin. Thì Ronin bên server này nó sẽ là một cái con võ sĩ bán bằng tiền. Nói tiếng bán bằng tiền chứ các bạn có thể là mua chia ra làm hai đợt. Tại vì nó ngoài cái việc mà nó bán bằng kim cương á, bán hộp bằng kim cương. Thì còn nếu các bạn muốn sở hữu ngay lần đầu tiên á, là có nghĩa là vào ngày thứ sáu này sẽ bán. Đó, bạn muốn sở hữu ngay lần đầu tiên thì bạn phải nạp thêm tiền nha. Còn không thôi là bạn cứ chờ mua hai đợt, mỗi đợt cách nhau 3 tháng. Đó thì là bạn mua là từ hộp 71 trở đi mới có tỷ lệ rớt ra võ sĩ nha. Còn nếu bạn xui á, thì là tới hộp 90 chắc chắn được một con 4 sao. Thì nó giống y chang như cái đợt mà hợp tác mà Senran tới bên server Nhật á, lúc mà bán hộp con Yumi á. Đó cũng y chang vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vào ở trong cái danh sách võ sĩ nè cho các bạn xem tạo hình của Ronin. Thì Ronin này cũng giống tạo hình với lại cái gì á, cái chiêu thức á, thì nó giống y chang như bên server Nhật. Tại Ronin này là meta bên server Nhật hồi năm ngoái rồi. Đó, nhưng mà mình cũng có làm video test thêm ở trong bên sẽ coi chung này, thì mình sẽ để cái video test ở trên cái góc chấm than bên tay phải, các bạn bấm vào xem nha. Chỉ có điều là bộ kỹ năng là hai server là hoàn toàn khác nhau nha. Đây là Ronin, là một võ sĩ đã tiêu chất 15. Chúng ta sẽ đi vào những chỉ số cơ bản, những thông tin cơ bản đầu tiên của Ronin. Tên trong game là Ronin, phong cách chiến đấu là điều khiển sức mạnh của cánh tay phải, tuổi là không biết nè, nơi sinh là Nest Lab, tức là phòng thí nghiệm của Nest. Chiều cao là 1m68, cân nặng là 58kg. CU tức là cái người lồng tiếng là Ken. Kế tiếp chúng ta sẽ đi vào phần gọi là thể loại võ sĩ và những cái nhãn dán, tức là những cái tắc á, và cái duyên. Thì là thể loại võ sĩ nó có hai dòng chữ màu vàng. Cái dòng chữ màu vàng đầu tiên á, là có ý nghĩa là Mountain Flame, có nghĩa là lửa tan chảy. Cái dòng chữ màu vàng thứ hai có nghĩa là Burst Attack, có nghĩa là sức mạnh bộc phá. Còn về những cái tắc thì là có tổng cộng 6 cái. Cái tắc đầu tiên á, là Lamb Fighter, có nghĩa là những võ sĩ sử dụng lửa. Tắc thứ hai là Limit Damage, có nghĩa là giới hạn sát thương. Tắc thứ ba là Counter Attack, tức là phản công. Tắc thứ tư là Strike, tức là cái búp mà cái kiếm màu trắng á, là đột kích. Tắc thứ năm á, là Cinder Armor, tức là phá giáp. Tắc thứ 6 là Exorcist, có nghĩa là phá búp. Còn cái phần mà duyên á, thì là cái duyên 1 thì có tên là Lone, tức là những cái bản sao, là gồm có Carnet và Lone Zero. Cái duyên thứ 2 thì có tên là Mechanical Transformation, có nghĩa là chuyển hóa máy móc, là gồm có Maxima và Omega Rugal. Thì Omega Rugal này viết cái chữ Omega viết bằng ký hiệu, tức là con Omega 02UM bên mấy sự bơi kia hay gọi nha. Bên sự bơi chung thì gọi là Omega Rugal, là viết bằng ký hiệu. Duyên thứ ba thì có tên là Team Ronin, là gồm có Angel và Kula 15. Về cái tên duyên của cái hồn vũ khí thì có tên là Mechanical Arm, có nghĩa là cánh tay máy móc. Thì là Ronin sử dụng cho mình vũ khí là cánh tay máy móc mà kiểu như có sức mạnh hủy diệt. Về còn cái tên duyên của cái hồn hiệu có tên là Perfect Lone, có nghĩa là bản sao hoàn hảo, là Ronin sử dụng là huy hiệu là Darling, có nghĩa là cái huy hiệu mà Mỹ Nam á. Còn cái hồn sách thì cái tên duyên hồn sách có tên là Mountain Scroll, có nghĩa là lỗi tan chảy. Thì Ronin sử dụng là hồn sách là Super Power, có nghĩa là hồn sách siêu năng lực. Về phần hồn lực thì Ronin sở hữu cho mình là hồn rắn, hồn Iron Snake, có nghĩa là hồn rắn đá, rắn sắt chứ, sorry, Iron là sắt, rắn sắt, là nhận 55 nộ khi tấn công, nhận 55 nộ khi mà đồng minh hoặc kẻ địch bị hạ gục, có nghĩa đây là một hồn rắn lai hổ. Giới thiệu về võ sĩ thì là Ronin là một thanh niên trẻ bí ẩn mà người đã thành lập cái team với lại Angel để tham dự cái đại hội cao cấp, tức là đại hội quyền vương. Kế tiếp chúng ta sẽ đi vào bộ kỹ năng. Thì bộ kỹ năng bên server Nhật và bên server Trung nó đều mở nhị tứ môn ở trên, nên mình sẽ dịch từ đó nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái nội tại 1 nha. Nội tại 1 thì nó có một cái những cái búp mới, mỗi sát thương bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống. Tất cả những cái búp được cung cấp bởi hai cái hiệu quả, một là Molten Core, tức là cái mà lỗ tan chảy, và Disintegration, có nghĩa là cái phân hủy.
nó sẽ cộng dồn với những bước tương tự. Ở đây nó có một cái hiệu ứng mới là attack domination, có nghĩa là công thống ngự, là tăng cho toàn bộ đồng minh 25% sát thương và 10% độ hiệu quả tồn tại cả trận và cộng dồn với những bước tương tự. À, cái hiệu quả này nó sẽ không có tác dụng khi mà có một đồng minh khác cũng có cái nội tại tương tự nha, ở cùng một thời điểm. Và khi mà Ronin này tham chiến như là viện trợ, nó sẽ cũng không có tác dụng và sẽ xem như là không hề có cái nội tại mà công thống ngữ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần nội tại 2, tức là cái nhĩ môn á. Nhưng mà do cái nhĩ môn này nó dài á, bởi cho nên là mình sẽ thiết kế cái bản dịch mà tiếng Anh nó sẽ theo một cái kiểu khác nha. Ok, rồi chúng ta bắt đầu cái bản dịch thôi. À, cái nội tại nhĩ môn có tên là Molten Heart, có nghĩa là trái tim tan chảy. Tăng cho bản thân lực chí mạng 35% ở level 1, tăng 40% tốc độ hồi nộ, tăng 60% tỷ lệ chí mạng, sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ. Lượng nộ giới hạn tăng lên là 2000. Bản thân miễn nhiễm thiêu đốt và cấm chiêu. Khi ra trận và sau khi hồi sinh, chắc chắn tung độc chiêu và miễn nhiễm trạng thái bất lợi. Nếu như bản thân ở hàng sau thì sẽ búp cái hiệu quả gọi là Dam Devotion, có nghĩa là phân tán sát thương lên một võ sĩ vệ đồng minh ở hàng trước, ưu tiên hàng trước, chia sẻ 25% sát thương cho bản thân, giảm 85% lượng sát thương chia sẻ, ngừng chia sẻ sát thương khi mà máu nhỏ hơn 40%. Mỗi khi mà lượt bản thân bắt đầu thì sẽ hút toàn bộ cái hiệu quả, đây nó một cái gọi là score, có nghĩa là giống như một dạng thiêu đốt á. À, hút cái hiệu quả score của bản thân và cái phân tán sát thương của đồng minh. Mỗi một tầng hút được thì sẽ hồi lại 150 nộ cho cả hai, tức là cho bản thân Ronin và cái con võ sĩ vệ mà nó búp á. À, và nhận được cái một tầng gọi là Molten Flame, có nghĩa là lửa tan chảy. Mỗi một tầng này á, thì sẽ vĩnh viễn tăng cho bản thân 3% tỷ lệ chí mạng, có thể cộng dồn với những bước tương tự và kế thừa sau khi hồi sinh. À, mỗi khi bản thân bị tấn công thì sẽ hồi lại 25% máu đã mất. Khi đồng minh sử dụng tuyệt kỹ mà gây ra chí mạng thì sẽ nhận được 2 tầng lỗi tan chảy. Sẽ có 10 tầng khi mà ra trận và sau khi hồi sinh, tối đa là 40 tầng. Mỗi một tầng mà lỗi tan chảy mà bị dư ra đó, nó sẽ được chuyển hóa thành 200 nộ và 30% máu để hầu cho bản thân. Khi ra trận và bắt đầu lượt của bản thân thì sẽ nhận một cái hiệu quả gọi là Molten Heart, có nghĩa là trái tim tan chảy, nhận khóa máu ở 20%, tăng 70% tỷ lệ bền bỉ, 20% lực bền bỉ, tăng 60% siêu sát thương, siêu khế sát thương và tỷ lệ miễn khống. Khi cả hai phe sử dụng tuyệt kỹ mà gây ra chí mạng thì là sẽ hầu lại cho bản thân 180 nộ. Khi mà đang có cái hiệu quả của cái lỗ tan chảy, mỗi khi mà kích hoạt khóa máu thì sẽ tiêu thụ 6 tầng lỗ tan chảy. Cái hiệu quả tiêu thụ này sẽ tăng thêm 3 sau mỗi lần kích hoạt, sẽ reset khi mà bắt đầu lượt của bản thân để hóa giải trạng thái bất lợi của bản thân. Hồi 50% máu và cái lượng nộ hồi nó sẽ bằng là số lượng võ sĩ phe địch nhân cho 70. Có nghĩa là nếu mà phe địch còn 6 người thì là 6 nhân cho 70 là 420 nộ. Nếu như mà cái lỗ tan chảy này đang bị thiếu thì nó sẽ tiêu thụ cái gọi là trái tim tan chảy, tức là cái Molten Heart, để hóa giải trạng thái bất lợi của bản thân và thụ động hóa, tức là cái passivation, hồi full máu và nộ, sẽ tiến vào cái trạng thái gọi là phân rã disintegration. Sẽ nhận khóa máu ở 20%, miễn nhiễm trạng thái bất lợi, sát thương đơn bản thân nhận sẽ không vượt quá 20% máu tối đa của bản thân, tăng cho bản thân 30% tỷ lệ chữa trị, tăng 70% siêu sát thương và sát thương. Sẽ hồi 200 nộ khi mà võ sĩ cả hai phe hành động tồn tại một lượt và sẽ có thời gian cooldown là 2 lượt. Khi mà đang ở trong cái trạng thái là Molten Heart này á, thì là bản thân sẽ không nhận được Molten Heart mỗi lượt và sẽ nhận được ngay lập tức khi mà cái thời gian hiệu quả mà nó kết thúc. Mỗi khi mà lượt của phe địch bắt đầu thì sẽ gây cái hiệu quả gọi là Weak Fire, có nghĩa là lửa suy yếu, lên 0 cho tới 3 kẻ địch mà có cái lượng sát thương mà tích lũy cao nhất, nó sẽ tính là bằng phân nửa cái võ sĩ phe địch làm tròn xuống. Có nghĩa là nếu mà phe địch mà có 6 người chia 2 thì nó sẽ tính là 3. Còn nếu như mà võ sĩ phe địch mà có 5 người thì chia 2 nó sẽ là 2.5, mà làm tròn xuống nó tính là 2. Rồi, ok chưa? Khi mà bản thân bị tấn công bằng tuyệt kỹ của những võ sĩ mà dính cái lửa suy yếu á, thì ngay lập tức hóa giải trạng thái bất lợi của bản thân, hồi 400 nộ, nhận 2 tầng lỗ tan chảy
Và cái lửa suy yếu này nó sẽ được chuyển hóa thành một tầng lửa mà score có một dạng thiêu đốt nha, một dạng thiêu đốt. Mỗi khi mà tới lượt của bản thân, mỗi khi lượt bản thân bắt đầu thì sẽ hút toàn bộ cái lửa suy yếu mà chưa tiêu thụ. Mỗi tầng hút được nó sẽ được, nó sẽ nhận lại là hai cái lỗi suy yếu, hai cái lỗi suy yếu nha. À, hồi sinh một lần, sau khi hồi sinh sẽ phá giải tất cả các cái búp, kể cả là cái tường sắt của toàn bộ phe địch, bao gồm những võ sĩ phe địch không chọn được và những võ sĩ đang ẩn thân. Hồi phun máu và nộ sẽ nhận đầy cái mô tình co, tức là cái lỗi suy yếu, vĩnh viễn tăng thêm 15% độ hiệu quả. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần độc chiêu, tức là cái tứ môn. Thì cái độc chiêu này thì có tên là Hít Siêu, tức là khiên nhiệt. Tấn công một mục tiêu, tăng 3% kháng chí mạng và kháng sát thương cho bản thân. Nhận thêm tỷ lệ chí mạng với cái lượng nhận là, với cái lượng nhận sẽ bằng là tỷ lệ chí mạng hiện tại nhân cho 20% trong vòng 2 lượt nha. Cộng dồn vô hạn, nhưng mà thời gian nó sẽ không được làm mới. Nếu như mà có nhiều hơn một võ sĩ phe, một võ sĩ đồng minh phe ta khi mà bắt đầu lượt bản thân á, thì là sẽ búp khiên cho bản thân. Độ bền khiên là bằng 4% máu tối đa của bản thân. Nếu như bản thân đã có khiên rồi thì nó sẽ được cộng dồn tối đa lên tới là 80%. Sẽ miễn nhiễm giảm nộ khi mà đang có khiên. Sẽ nhận 3 tầng của cái Molten Score, tức là cái mà lỗ tan chảy. Nếu như mà cái độc chiêu này mà là cái đòn chí mạng thì sẽ nhận được gấp đôi cái tầng, gấp đôi số tầng. Sẽ giảm 200 nộ của mục tiêu, đồng thời sẽ hồi nộ cho bản thân bằng cái lượng nộ đã giảm được, tối thiểu là 300. Sẽ hồi 20% máu cho bản thân, giải 20% bại huyết, gây sát thương thêm là bằng 30% máu tối đa của bản thân lên mục tiêu bị đánh. Sẽ là giải trạng thái bất lợi của bản thân. Nếu như đây là một cái đòn phản công thì là nó sẽ không gây nổ lên mục tiêu. Cái nội tại nha, sau khi mà mở cái nhĩ môn á, nó sẽ có hiệu quả khi mà bản thân ra trận. Nếu như nộ của bản thân nhỏ hơn 1000 mà khi bị tấn công và không sử dụng độc chiêu trong vòng một lượt thì sẽ sử dụng độc chiêu để phản công. Cái đòn phản công này nó sẽ không tiêu thụ nộ.
Cuối cùng chúng ta sẽ đến với cái phần thức tuyệt kỹ, tức là thức cái thức tỉnh vũ khí nha. Thì tuyệt kỹ này nó có hai tên là Infernal Ruminancy và Fusion Cluster, là tấn công một mục tiêu tăng công thủ với cái lượng tăng là sẽ bằng 35% cộng cho 10% lực chí mạng của bản thân, tăng 45% sát thương tuyệt kỹ và tỷ lệ tung độc chiêu, gây cái Sinner Armor tức là cái phá giáp lên mục tiêu chính. Phá giáp là sẽ giảm 35% thủ, siêu khế sát thương và khế sát thương. Nếu mục tiêu là võ sĩ vệ thì sẽ cái lượng thủ sẽ giảm gấp đôi. Sẽ búp cái hiệu quả là Strike là đột kích cho bản thân là tăng 50% sát thương, gây 40% sát thương lan ra những mục tiêu xung quanh mục tiêu chính. Sát thương lan này nó sẽ được tính toán riêng biệt dựa trên thuộc tính của từng mục tiêu, gây 20% bại huyết lên mục tiêu chính. Nếu như mà có ít nhất một kẻ mà bị đánh trúng á, mà bị kích hoạt cái kháng chí tử hoặc là khóa máu thì là có 50% tỷ lệ câm lặng hai mục tiêu ngẫu nhiên trong vòng một lượt. Cái câm lặng này sẽ bỏ miễn khống, không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ khống chế và tỷ lệ miễn khống. Nếu như đòn tuyệt kỹ này không gây chí mạng thì tăng cho bản thân 15% tỷ lệ chí mạng cộng dồn vô hạn, nó sẽ được reset sau khi mà gây ra chí mạng. Trong một lượt nếu như nộ bản thân vượt 1.000 thì sẽ tiêu thụ 1.000 nộ để phản công bằng tuyệt kỹ ngay lập tức khi mà bị tấn công. Cái phản công này sẽ không kích hoạt vào lượt của bản thân sử dụng tuyệt kỹ, có nghĩa là vào lượt phe ta đó, nó chỉ phản công vào cái lượt phe địch thôi. Rồi nếu như mà bản thân bị câm lặng lúc này thì sẽ tiêu thụ 700 nộ để phản công bằng độc chiêu. Mỗi cái đòn phản công bằng tuyệt kỹ thì sẽ gây một cái hiệu quả là score, tức là một cái dạng thiêu đốt đó, lên mục tiêu chính. Thì cái thiêu đốt này là sẽ giảm 15% tốc độ hồi nộ trong vòng 2 lượt cộng dồn vô hạn, nhưng mà thời gian sẽ không được làm mới. Nếu như mà tỷ lệ chí mạng bản thân lớn hơn cái kháng chí mạng của mục tiêu chính và cái độ chênh lệch nó vượt 80% thì sẽ đổi thành cái tuyệt kỹ là Fusion Cluster. Fusion Cluster là tấn công một mục tiêu, kế thừa toàn bộ hiệu quả của tuyệt kỹ gốc ngoại trừ sát thương trực tiếp, làm cho cái đòn tuyệt kỹ này nhận thêm tỷ lệ, nhận thêm cái lực chí mạng với cái lượng nhận là bằng, cái này hơi khó hiểu nha, nó bằng là tỷ lệ chí mạng khi mà đủ điều kiện để đổi tuyệt kỹ á, đủ điều kiện để đổi tuyệt kỹ nhưng cho 100%. Nói cái đoạn này thì mình không hiểu nha. Rồi nếu như mà cái lực chí mạng nhận được bởi hiệu quả này mà vượt 50% thì là cái Fusion Luster này sẽ thực hiện một cái pha bắn cực mạnh và nó sẽ tăng 50% sát thương trực tiếp gây ra. Đòn tấn công này chắc chắn chí mạng, giảm 30% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu chính trong vòng 2 lượt. Nếu như đòn tuyệt kỹ này mà gây ra sát thương tràn, sát thương bị dư á, thì nó sẽ gây sát thương thêm bằng 50% tổng lượng sát thương tràn lên tất cả mục tiêu, tức là một dạng AoE trá hình nha.
Với cái bộ kỹ năng như này nhá, thì là có sinh tồn nè, có tạo khiên nè đúng không? Rồi còn cái sát thương là có thể là đánh theo thời gian dài nó sẽ cực kỳ khủng. À, mình sẽ cho Ronin này là 8,5, nhưng mà do con này là cái con mình rất mong chờ với, cho nên là mình sẽ ưu ái mình cho nó thêm là nửa điểm, là coi như là 9 điểm. Có thể con Ronin này sẽ là một cái con siêu đã mà mình nghĩ là đã tới lúc mà thay thế được Ca Phẩy rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần chờ là khi mà nó vào team á, hoặc là khi mà sau này nó mở Xmax của coi nó có đột phá thêm cái gì hay không. Nhưng mà đối với mình là con Ronin này mình chắc chắn mình sẽ chơi. Nhưng mà mình chỉ chơi là kiểu như là mình sẽ mua hai lần thôi, có nghĩa là phải tới tháng 12 mình mới lấy được con Ronin này. Chứ nói thật chứ bên server chung á mà thì rồi mình nạp con Cư La là một con là kiểu như là gần 4 triệu nha, phải nạp gần 4 triệu mới được lấy một con. Nó bởi cho nên là nó khá là chát, bởi vậy cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ lấy hai lần. Sẽ chơi nhưng mà sẽ lấy qua hai lần nha. Thì hiện tại này á, là Ronin này đang là mặt sau của cái con Nemeth nha, bởi cho nên là hên là hôm bữa là mình không có xài hết đồ ăn để cho con ba và con Moco này, mình chỉ còn để lại. Nếu mà mình lấy con Ronin này về là khả năng rất cao là mình được full uy luôn. Rồi. Còn về cái skin á, thì là bên sẽ có chung lâu rồi nó không có để tên, bởi cho nên mình cũng không biết là gọi nó bằng cái gì nha. À, nhưng mà theo như là bên server Nhật á, thì nó sẽ có là hai skin là do con Ronin là con Meta bên Nhật. Thì mình nghĩ là bên server chung này cũng sẽ làm hai skin cho Ronin thôi, một cái là bán bằng kim cương bình thường, còn một cái là phải nạp tiền mới có. À, đây mình sẽ để hai cái hình cho các bạn xem nha. Đây là hai cái hình của Ronin, hai cái hình cái skin. Thì là cái bên trái á, thì nó gọi là Summer Style, có nghĩa là phong cách mùa hè, còn cái bên phải là MasterChef. Thì mình nghĩ khả năng cao là cái bên tay trái là sẽ bán bằng kim cương, còn cái bên tay phải là sẽ bán bằng tiền. Do là cái bên tay phải khi mà con Ronin thay vì nó bắn súng đúng không, nó bắn súng nó sẽ cầm cái con bạch tuộc, nó bắn ra nước, là ví dụ là nó bắn nước ra 3 lần cũng thôi, là nếu mà khi mà nó bắn đơn một cái mạnh thì cũng con bạch tuộc nó bắn ra một cái vũng nước bự luôn. Còn khi mà lên Smax thay vì là con Ronin nó sẽ ấy cái bàn tay máy là đúng không, còn này nó sẽ cầm cái con lobster, tức là cái con tôm càng á, nó xoáy ra nguyên một cái dòng xoáy lửa luôn. Nói chung là nhìn cũng kiểu như rất là hài cốt nha. Mà tiếc là mình thì mình không mua, chắc là không mua nổi cái skin bán bằng tiền này của Ronin rồi. À, thì cái video mình review bộ kỹ năng về Ronin ở bên server chung này tới đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.